Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Vlog. Hôm nay thì em xin giới thiệu cho tất cả các bác một cái mẫu máy điều hòa treo tường của thương hiệu LG. Đây là model mới nhất trên thị trường năm 2023 các bác nhé. Các bác đã biết đến những model 2022 rồi, đó là những dòng V10 ENW1, thì năm nay sẽ đổi sang một cái model mới và có những cái kiểu dáng thiết kế khác đi, cũng như là những tính năng nổi bật hơn, thì em sẽ review cho các bác trong cái video lần này. Và các bác nào muốn mua dòng điều hòa LG của năm model năm 2023 có thể liên hệ trực tiếp với siêu thị điện máy của Ecomax tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Và các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để ở phần mô tả để em tư vấn cho mọi người một chiếc điều hòa ưng ý mọi người nhé. Hiện tại thì đây các bác nhìn thấy là cái khung cảnh của dòng điều hòa LG sẽ có một dãy bên tay trái là các model của năm 2022 và một dãy bên phải là model của 2023 để chúng ta cùng tìm hiểu so sánh cũng như là giá thành của nó hiện tại bao nhiêu. Giá của bên em thì các bác yên tâm là sẽ tặng mọi người chọn gói cả công và vật tư lắp đặt hoàn thiện rồi. Thế đây em sẽ đi gần hơn chi tiết sản phẩm để các bác nhìn rõ hơn. Hôm nay thì so sánh cho các bác dòng 9.000 trước rồi nhá. Sau đó thì hôm ngày mai sẽ là dòng 12.000. Con 9.000 thì đây các bác nhìn thấy là em đang để cạnh một con 9.000 bên tay trái là 2022 và bên tay phải là 2023. Đây con em đang mở lên em đậy lắp xuống nhá, cho các bác xem cái giao diện bên ngoài trước nhá. Tổng quan bên ngoài thì các bác nhìn thấy hai con này có gì khác biệt không ạ? Thứ nhất là nếu mà bỏ cái BOB ra, ví dụ như bỏ cái đề can này ra thì chúng ta nhìn thấy thì hai con thì đều là màu trắng thôi. Nếu mà các bác nhìn ở frame sơ qua bên ngoài thì các bác chỉ nhìn thấy màu trắng, tuy nhiên thì khi mà các bác sờ vào bên trong ấy, năm ngoái thì nó sẽ là màu trơn như này các bác nhá. Màu nhựa trơn, nhựa bóng. Còn năm nay thì lại là một cái nhựa hơi màu tối hơn. Vẫn sẽ là màu trơn như này, tất nhiên là không được bóng, trơn nhưng không bóng rồi nhé. Và nó sẽ không được bắt mắt giống như là năm 2022. Đây các bạn nhìn thấy này. Đấy, rõ ràng này chúng ta nhìn sơ qua bên ngoài thì cũng sẽ thấy được cái màu sắc nó khác nhau. Và chúng ta nhìn thấy là có cái phần viền, năm nay lại bỏ đi cái phần viền. Cái phần viền năm ngoái rất đẹp này, mọi người nhìn thấy này. Năm ngoái cái phần viền màu bạc, bạc rất lổi. Năm nay thì lại bỏ đi cái phần viền đấy. Bỏ đi cái phần viền đấy mọi người nhé. Đấy, logo của LG thì cũng được dập chìm hơn chứ không nổi. Đây, dập chìm hơn mọi người nhá. Và năm nay năm ngoái thì các bác nhìn thấy là logo LG nó dập nổi lên như này. Đấy, cùng màu với cái màu bạc này. Con năm ngoái sẽ là con V10 ENW1L. Công suất là 9.200 BTU, hàng của Thái Lan, được đánh giá là 3.5 sao. Bảo hành 2 năm toàn máy và 15 của máy lén bên ngoài. Thì con này thì với model thì loại dán ở phía đằng sau bằng bên riêng sườn như này. Đây mọi người nhìn thấy. Con này là con V10 Win. Công suất sẽ là vẫn 8.800 thôi các bác nhá. Công suất là 8.800 thôi, con kia là 9.200, con này là 8.800 thôi. Đấy, nó nhỏ hơn 400. Công suất nhỏ hơn một chút. Được nhá. Nhưng mà gọi chung thì vẫn sẽ là 9.000 BTU. Sơ qua bên ngoài chúng ta cũng nhìn thấy sự khác biệt rồi. Năm nay thì cải tiến đi một chút về phần thiết kế, phần thiết kế của nhá, và màu sắc. Về cái phần các cái công dụng bên ngoài các bác nhìn thấy cũng sẽ có là dòng đuôi Inventor. Đuôi Inventor. Phía bên này cũng tương tự như vậy mọi nhá. Đuôi Inventor. Và phía dưới này có những cái công nghệ làm lạnh ở đây. Đây, E-Control, công nghệ kết nối smart điện thoại. Phía bên này chúng ta sẽ có là dòng thiết kế điện thoại, hẹn giờ, bật tắt nguồn. Đấy. Không có chữ control ở phía bên này. Sự khác biệt một chút đỉnh về phần ký tự thôi. Ok, chúng ta có cái phần cánh. Cánh của hai con này thì thiết kế cánh thì giống nhau thôi, chẳng cái gì nhau cả. Cánh đây. Đấy, cánh đây. Cánh bên này đây. Em sẽ review cho các bác xem luôn. Mở ra bên ngoài thì các bác sẽ có một cái phần không gian bên trong. Đây, không gian bên trong đây. Không gian bên trong của lưới lọc của con này. Con này cũng tương tự như vậy. Đây. Đây, mọi người nhìn thấy. Cũng có lưới lọc rồi nhá. Đấy, không khác gì nhau cả. Con này thì phía bên này là dòng máy 2022. Phía bên này là 2023. Phía bên này là có, đây là bản demo của bên em thôi, nên là chưa lắp máy. Nhưng bản thật của nó sẽ là có những cái phần máy như thế này. Có phần máy như này. Và các bạn lưu giúp em là dòng 9.000. Dòng 9.000 của LG thì là chúng ta mở lắp ở trên như này để chúng ta lấy cái phần lưới lọc này ra để vệ sinh mọi nhá. Còn đối với dòng 12.000
và 18.000 hay là 24.000 thì nó không phải lấy ở phía trên này nữa. Nó không phải lấy trên này nữa mà nó lại lấy ở phần bên trên này. Đấy, không mở được lắp này mọi nhá. Lắp này là cố định rồi. 12.000 và 18.000 và 24.000 là cố định. Chúng ta mở lắp ở phía trên này. Đây em đang mở lắp một con 18.000 ở đây. Mọi nhá. Mở lắp lên thì các bác sẽ nhìn thấy là phía bên trong nó cũng sẽ có dàn đồng này. Đây là dàn đồng hết các bác nhá. Dàn này là ống dàn ống bằng đồng, người ta gọi hay gọi là dàn đồng thì các bác hay liên tưởng là toàn bộ dàn bằng đồng nhưng không phải mọi nhá. Đây sẽ là dàn ống đồng và lá tản nhiệt bằng nhôm mọi nhá. Các bác nhìn thấy lá tản nhiệt không? Đây, sắp xếp nhiều các bác mở ra bảo là nó bị móp này bị làm sao không. Đây là cái nhà sản xuất họ làm cho cái lá này nó rất mỏng các bác nhá. Đây, cái lá này rất mỏng thôi. Đây, các bác có thể uốn được. Nó cực mỏng thôi. Đấy. Và cái dòng này thì các bác bỏ cái lưới lọc này lên vệ sinh nhé. Đấy là dòng 18, 16, 12 và 24. Cái lưới lọc này sẽ đậy ở đây. Các bác bỏ ra vệ sinh. Còn đối với dòng 9.000 thì các bác rút ở trên này rút ra giúp em nhé. Đây, rút ra giúp em. Đấy, là xong. Cái này là demo thôi. Bên trong này sẽ có phần ống đồng và các thứ đầy đủ. Về sơ qua về phía bên ngoài thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy sự khác biệt. Năm nay thì nếu mà theo em thiết kế thì mới cái màu này thì nó không được bắt mắt giống như năm 2021 2022 có nhá. Màu sắc thì không được bắt mắt hơn. Về tính năng thì tất nhiên rồi, cứ càng một năm thì nhà sản xuất, các thương hiệu họ sẽ nâng cấp cho các bác cái kháng mùi khử khuẩn và làm mát nhanh hơn. Chính vì vậy mà cái công suất của con này nó chỉ rơi vào 8.800 thôi, mà con bên này nó sẽ là 9.200. Đấy, công suất của nó chỉ là 8.800, tuy nhiên thì nó vẫn sẽ hoạt động hoàn toàn thoải mái cho cái phòng dưới 15m2 của chúng ta. Dưới 15m2 của chúng ta có nhá. Với dòng này thì các bác sẽ được bảo hành điện tử là 2 năm toàn máy và 15 của lốc máy. Với cái thiết kế của dòng 9.000 thì khá chỉ là nhỏ gọn mọi nhá. Em sẽ đo cho các bác xem cái 9.000. 9.000 thì từ bên trái qua bên phải nó chỉ rơi vào là 75 thôi nhá. Chỉ rơi vào khoảng là 75 phân thôi. Là cái cục của dàn lạnh bên trong là 75 phân. Thiết kế nhỏ hơn con 12.000, con 12.000 ở dưới các bác nhìn thấy nó to hơn. Và con 18.000 thì to ngang so với con 12.000. Chúng ta chỉ có con 9.000 là nhỏ thôi. Có chức năng là chuẩn đoán những cái lỗi vặt ở trên máy và có tự động làm vệ sinh dàn. Có lọc bụi PM2.5 và màng lọc sơ cấp. Chúng ta có hệ thống đua inverter tiết kiệm điện năng và kiểm soát điện năng tốt hơn với mức năng lượng chủ động là 4 mức. Đi kèm với dòng này thì chúng ta sẽ có một cái điều khiển như thế này các bác nhé. Cái điều khiển của bên điều hòa LG. Một quyển sách hướng dẫn sử dụng và những cái con vít. Đi kèm thêm là pin để lắp vào điều khiển. Sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Phiếu bảo hành thôi nhé. Phiếu bảo hành đầy đủ một bộ cho mọi người. Khi mà bên em về thì sẽ có thợ giao hàng vận chuyển lắp đặt tại nhà. Với cái giá thành hiện tại thì em so sánh luôn cho mọi người hai con này. Với dòng hai con này 9.000, bên em đang bán bằng giá nhau của năm 2021 và 2022 và 2023. Con V10 VKIL, tức là V10 Win thì đang bán giá là chọn gói cả vật tư và lắp đặt là 7.820.000. Con bên này cũng tương tự như vậy, 7.820.000 là sẽ tặng các bác chọn gói cả công và vật tư lắp đặt hoàn thiện cho dòng 9.000 BTU. Với giá thành này các bác chỉ việc dùng thôi chứ không có bất cứ gì cả. Bên em tặng 3 mét ống đồng và các vật tư phụ không kèm automat và giao bán vận chuyển lắp đặt miễn phí trong 20 cây. Và trong 30 cây thì bên em sẽ lắp đặt được, còn quá 30 cây thì bên em sẽ bán máy không mọi nhá. Bán máy không, chỉ bán máy giao đến rồi nhà các bác thôi. Và máy không thì các bác lấy thì sẽ trừ đi 800.000 tiền công và vật tư. Thì mọi người sẽ bỏ ra tổn 300.000 tiền chúng ta thuê thợ, còn đâu chúng ta lấy 500.000 tiền mua vật tư mọi nhá. Đây là những cái quà tặng của bên em khi mà các bác mua, có những chính sách riêng biệt ở tại siêu thị điện máy Ecomax. Các bác nào đặt hàng có thể qua trực tiếp showroom ở đây, ở km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh Hà Nội. Website là ecomax.vn hoặc là các bác gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại ở phần mô tả để em tư vấn cho mọi người các bác nhé. Ok, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip tiếp theo.